Kiếp lạ khi mà đi mua tivi online. Hôm nay thì nhận được khoảng 3-4 cuộc điện thoại liên quan tới một số bác hỏi về một số các mẫu tivi mua qua Shopee. Những chiếc tivi như các bác đang nhìn, 50 của Sony có 5,4 triệu này. Dòng tivi 65 inch của Sony có giá 7,3 triệu. Và rất là nhiều các cái mẫu sản phẩm khác có giá vô cùng sốc. Máy giặt có 4,185,000, tủ lạnh Panasonic có 5,6 triệu thôi. Tại sao các bác đó lại bị lừa và cái thủ đoạn, thủ thuật của các đối tượng này là gì? Clip này thì em có cảnh báo và một số các cái mẹo để các bác có thể phát hiện ra đối tượng này có lừa đảo hay là không. Mua trên các sàn thương mại điện tử thì cần phải lưu ý những cái vấn đề gì các bác nhé. Khá nhiều các bác xem kênh của em, sau đó thì lại đi tìm mua trên các sàn thương mại điện tử. Các bác cho rằng là mua cái sàn như Shopee hoặc TikTok thì hay là Lazada thì giá nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà bản chất khi mà các bác tham gia các sàn thương mại điện tử đó thì rất là dễ bị lừa. Trên màn hình thì các bác đang nhìn là một chiếc TV đang để với cái shop là có tên là Nguyễn Kim Store. Nguyễn Kim Store. Cái shop này thì các bác nhìn này, thông số này, tỷ lệ phản hồi chat là 68% trong vòng vài tiếng, tức là chat rất là tích cực. Tỷ lệ hủy đơn đến 13% và không có cái đơn thành công hay là không có đánh giá nào cả. Đây là cái shop mới tạo. Rất là nhiều các sản phẩm với cái hình ảnh cũng như giá đang để từ tủ lạnh, tivi, máy giặt để chỉ khoảng vài triệu một chiếc. Những chiếc tivi 65 inch của TCL mà BM đang bán như cái mã hàng 65Q646 này, bán với giá nhỉnh 11 thì ở đây nó bán có 6,090 thôi. Và các cái mã hàng khác như 65 inch của Sony, 65X75K BM đang bán nhỉnh 13 thì nó bán có 7,310,000. Và đây chắc chắn là một shop lừa đảo trên sàn của Shopee. Ngoài cái shop này ra thì còn rất là nhiều các shop khác nữa. Khi mà nó đăng lên như vậy thì các bác truy cập, các bác tìm kiếm, chẳng như các bác gõ tìm TV Sony chẳng hạn, thì ngay lập tức những chiếc TV có giá tốt thì nó sẽ được ưu tiên lên đầu rất là nhiều. Hay mọi người nhìn này, 65X 80K đang bán có 4,699,000 thôi. Và thủ đoạn của những đối tượng này là khi mà các bác mua ấy thì nó sẽ có cái thông tin của các bác. Các bác điền, các bác ấn vào mua hàng, các bác điền thông tin thì nó sẽ có thông tin và nó sẽ liên hệ với các bác để yêu cầu đặt cọc. Đặt cọc ở đây là gì? Đặt cọc ở đây là sẽ yêu cầu các bác chuyển khoản để nó có thể gửi hàng đi cho các bác. Và cái thủ đoạn này thì em đã cảnh báo ở trong một clip trước. Và tất cả những cái vấn đề liên quan tới cái chuyển khoản này mà các bác không có xác minh và các bác chuyển đi thì chắc chắn là các bác sẽ bị mất tiền. Thủ thuật rất là đơn giản, đặt giá rẻ và lợi dụng cái lòng tham của các bác để có thể là các bác vào, các bác đặt hàng, sau đó thì các bác chuyển tiền là các đối tượng này nó sẽ chặn các bác lại thôi. Việc mà các bác mua sắm tại các sàn thương mại điện tử thì các bác sẽ không được hỗ trợ nhiều như các bác mua trực tiếp của các cái đơn vị, hay là các bác mua qua các kênh YouTube, các kênh YouTube lớn. Các đối tượng lừa đảo thì nó sẽ không thể đầu tư hoặc không thể nào mà làm được cả một cái kênh, chẳng như một cái kênh YouTube như kênh của em. Chẳng như bản thân em với cái số lượng các bác theo dõi tới tận 137,000 bác theo dõi. Kênh đã có cái tuổi đời rất là lâu ở trên YouTube và cung cấp nhiều cái thông tin liên quan tới các dòng TV bán ở trên thị trường. Thì cái việc mà các bác mua hàng rồi các bác ham cái giá nó đang đặt rất là rẻ và không có trang bị cho mình kiến thức, không có trang bị cho mình thông tin thì các bác sẽ bị lừa rất là dễ thôi. Việc mà các bác mua qua các sàn thương mại như Shopee, Lazada hay Tiki thì các bác sẽ không được hỗ trợ, không được hỗ trợ liên quan tới cái chính sách đổi trả của các sàn đó. Chẳng như đối với Shopee thì các bác chỉ có trong khoảng 3 ngày là các bác được đổi trả nếu gặp lỗi của nhà sản xuất. Các bác cũng có quyền là kiểm tra nhận hàng, nhưng với cái thời gian 3 ngày đó thì sẽ không thể nào tốt được như là các bác mua trực tiếp tại các cái đơn vị, tại các sàn như bên em. Bên em thì có thời gian đổi trả trong vòng 1 tháng đầu nếu mà gặp lỗi. Bất cứ một cái gian hàng nào ở trên Shopee nó sẽ có cái thời gian tạo gian hàng
có cái tỷ lệ những đơn hàng đã được bán ra, có cái đánh giá thực tế thì mọi người cần phải xem xét. Nếu mà vô tình các bác thấy một cái mã hàng TV có giá rẻ bất ngờ, có giá chênh lệch tới hàng triệu, hàng chục triệu thì các bác phải xác minh lại ngay. Đấy, còn đối với các cái việc mà các bác mua sản phẩm qua các cái kênh đó thì ngoài cái giá thành bán của các đơn vị họ bán ra thì họ còn mất thêm chi phí cho các sàn đó nữa. Còn mua trực tiếp tại siêu thị, mua trực tiếp như tại bên em đây thì không có bị mất gì cả. Chỉ đơn thuần là các bác gọi điện cho địa chỉ, sau đó thì TV chuyển về tới nhà các bác, các bác nhận hàng, kiểm tra tại nhà và thanh toán mà thôi. Hôm nay thì khoảng 3 bác bị lừa, cũng đặt cọc khoảng tầm 500-1 triệu. Và 3 bác thì nó đã rơi vào tiền triệu rồi. Mà một ngày mà nó lừa khoảng vài chục bác như vậy thì cái số tiền nó lừa được thì rất là lớn. Các cái thông tin mà các bác mua hàng và các bác muốn xác minh từ xa, muốn biết được là cái đối tượng đó có uy tín hay không, hay là cá nhân đó thì cái quy mô hay là cái chính sách hàng hóa nó chất lượng nó đảm bảo như thế nào, kể cả các bác không mua hàng bên em thì cũng có thể liên hệ về kênh, gọi về hotline hoặc bình luận bên dưới video, gọi về đầu số của bên em 0974178586, bên em sẽ hỗ trợ check dùm các bác nhé. Đấy thì các bác lưu ý nhé, thời buổi bây giờ nó lừa đảo rất là nhiều, nên là mỗi một cái giao dịch thì mình đều cần phải cân nhắc và xác minh thật là kỹ trước khi quyết định là gì, là chuyển khoản, cọc tiền. Cái mẹo mà em yêu cầu các bác làm theo, chẳng như gọi video 11 để xem cá nhân hay là cái đối tượng đó có uy tín hay không, hoặc là các bác yêu cầu cho số tài khoản công ty, số tài khoản có tính pháp lý rõ ràng để các bác có thể là an tâm khi mà giao dịch, thì là những cái mẹo hết sức đơn giản và mọi người cẩn trọng thì chắc chắn là sẽ không bị mất tiền. Cảm ơn các bác.